Trên trang cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức khoe ảnh rạng rỡ cùng Đình Trọng tại công viên Universal, Singapore, thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ. Được biết, Văn Đức và Đình Trọng đang ở Singapore để chuẩn bị cho đợt tái khám cùng bác sĩ Tan Ji Lim. Bác sĩ Choi Ju Young, bạn thân của thầy Park, tiết lộ cả hai tuyển thủ trên đều được chăm sóc, tập luyện phục hồi tốt sau phẫu thuật tại PVF. Rất có thể, Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức có khả năng kịp bình phục cho SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Vào lúc 15:30 chiều 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho những đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong trận đấu tối ngày 4 tháng 8 trên sân Thiên Trường. 5 đồng chí Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vụ cứu Phan Nhí Nam Định được khen thưởng chiều 5 tháng 8 gồm Đại úy Trần Đức Giàng, Đại đội trưởng Cảnh sát Cơ động Phòng PK02, người để em bé cắn vào tay trong lớp co giật, Trung sĩ Trần Thanh Hiếu, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng PK02, người bế em bé, Thiếu úy Trần Quang Đạt, cán bộ tham mưu Phòng PC07, người bế em bé từ khán đài đưa xuống đường pitch, cùng Thượng sĩ Phan Quốc Việt và Thiếu úy Bùi Văn Mạnh, cán bộ đội 1 Phòng PC04. Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm này, hai bên vẫn chưa thể ngồi lại với nhau để đi đến một giao kèo mới. Thành công cùng đội tuyển quốc gia đã đưa huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên nước ngoài quyền lực nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, cả VFF lẫn người hâm mộ đều đang rất hy vọng nhà cầm quân sinh năm 1959 sẽ sớm đặt bút ký hợp đồng mới. Theo tìm hiểu, VFF mong muốn có thể ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 3 năm đó, ông Park sẽ nhận chỉ tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam phải vào vòng chung kết các kỳ AFF Cup 2022, SEA Games 2021. Cuối tuần qua, các cậu học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những màn trình diễn khá ấn tượng và giúp vị chiến lược gia này tạm yên tâm trước thềm trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan. Đầu tiên, đó là sự tỏa sáng của hai ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết khi họ đồng loạt nổ súng vào lưới Bình Dương. Hải Con đã lập công liên tiếp trong 3 trận đấu gần nhất cho đội bóng thủ đô ở đấu trường V-League. Trong khi đó, Văn Quyết tiếp tục gieo sầu cho thủ thành Đức Cường lần thứ 2 chỉ trong 4 ngày. Bên cạnh đó, cũng trong trận đấu này, một tuyển thủ khác cũng nổ súng là Nguyễn Anh Đức với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt. Nguyễn Huy Hùng cũng có màn trở lại rất đáng chú ý trong chiến thắng 3-0 của Quảng Nam trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Ngoài khả năng cầm nhịp, phân phối bóng, số 29 còn đóng góp một bàn thắng ở phút thứ 90+3. Anh đã có pha dâng cao và nhận bóng từ đường kiến tạo của Samson trước khi chạm bóng tinh tế hạ gục Bá Sơn, ấn định chiến thắng 3 sao cho đội chủ sân Tam Kỳ. 3 trận đấu gần nhất ở V-League, Minh Vương đều ghi bàn. Và càng thú vị khi cả 3 bàn thắng của anh đều do Văn Toàn kiến tạo. Tính tới lúc này, cả hai đã có tổng cộng 13 bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League, chiếm gần một nửa số bàn của cả đội, 29 bàn. Số 8 và số 9 rõ ràng đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo rất hài lòng. Một đều cho anh Gia Lai và lại là Minh Vương, cái tên rất có duyên với mảnh lưới của câu lạc bộ Nam Định. Một điều chưa từng xảy ra ở những lần tập trung mới đây của các cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Đó là thầy Park dành phần lớn thời gian làm việc với các thủ môn. Những bài tập về khả năng phát bóng sống được thầy Park chỉnh sửa cho ba thủ thành. Đối với các cầu thủ khác là những bài tập thả lỏng nhẹ nhàng. Cùng với đó, những bài tập củng cố khả năng chuyền ngắn, phối hợp được thực hiện nhiều trong buổi tập này. Để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Thái Lan với Việt Nam trên sân vận động Rangjit thuộc Đại học Thammasat, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã bán vé trước một tháng.
Sáng ngày 5 tháng 8, thông qua kênh bán vé online và chỉ ít giờ bán trong buổi sáng nay, số vé vào sân dành cho các cổ động viên Thái Lan đã được mua hết. Trên trang Facebook chính thức, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã thông báo chuyện này. Việc vé vào sân nhanh chóng được bán hết cũng là điều dễ hiểu khi mà trận đấu này có tầm quan trọng đặc biệt với cả hai bên. Cả Thái Lan với Việt Nam đều mong muốn có một chiến thắng ở ngày ra quân, nhất là trước đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng trong. Liên quan tới vé vào sân Rangit dành cho các cổ động viên Việt Nam, theo tin từ VFF, Thái Lan sẽ chỉ dành khoảng 2.000 vé cho cổ động viên Việt Nam, chưa bằng 1/10 so với sức chứa của sân bóng này. Lý giải về điều này, Tổng thư ký VFF cho biết, không phải họ bán ít mà theo quy định của FIFA, số vé dành cho khán giả đội khách chỉ được phép chiếm 8% tổng số ghế ngồi trên sân. Sân Rangit có gần 25.000 chỗ ngồi nên FAT bán như vậy là đúng. Cũng như ở sân Mỹ Đình có khoảng gần 4 vạn chỗ ngồi, thì nếu trận đấu lượt về được tổ chức tại đây, VFF sẽ dành cho khán giả đội Thái Lan số lượng khoảng 3.200 vé. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển Thái Lan đang gấp rút chuẩn bị cho màn đọ sức với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới. Một tháng trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Nishino vừa đưa ra một yêu cầu đặc biệt cho lãnh đạo bóng đá Thái Lan. Theo đó, nhà cầm quân tới từ xứ sở mặt trời mọc đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải giữ bí mật các thông tin về danh sách cầu thủ dự kiến triệu tập, kế hoạch tập luyện, phong cách cũng như sơ đồ chiến thuật trước trận đại chiến với Việt Nam. Theo tờ SMM Sport, yêu cầu trên của nhà cầm quân Nhật Bản đưa ra trong một cuộc họp gần đây của tiểu ban phát triển bóng đá trong nước với sự góp mặt của thành viên FAT và những người đứng đầu thể thao Thái Lan. Nói về chuyện này, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nantakun giải thích, lý do tránh rò rỉ một số thông tin là vì huấn luyện viên Nishino muốn các cầu thủ tập trung vào các buổi tập để có kết quả tốt nhất. Vì vậy, một số thông tin có thể được bảo mật vì lợi ích của đội tuyển Thái Lan. Sự thận trọng của ông Nishino cho thấy vị huấn luyện viên Nhật Bản đánh giá rất cao sức mạnh đội tuyển Việt Nam. Và vị này muốn giấu tất cả chiến thuật và nhân sự nhằm gây bất ngờ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại World Cup sắp tới. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam cũng cần những nhân tố mới và chiến thuật mới để đối phó với người Thái. Trong một chia sẻ gần đây với giới truyền thông xứ Chùa Vàng, thủ môn Đặng Văn Lâm không giấu tham vọng sẽ cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam thi đấu tốt và thậm chí là đánh bại Thái Lan ở trận ra quân bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tâm sự trên tờ CM Sport, anh cho biết, bảng đấu của chúng ta là bảng đấu rất khó chịu vì các đội thường xuyên gặp nhau ở giải đấu trong khu vực như AFF Cup nên đều biết khá rõ về nhau. Ở trận đầu tiên Việt Nam sẽ làm khách ở Thái Lan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Đây không phải chiến công của một mình tôi mà là của toàn đội. Ở thời điểm hiện tại, Văn Lâm cũng đang nỗ lực tập luyện, không chỉ để phục vụ câu lạc bộ Muang Thong mà xa hơn còn là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian gần đây, thủ môn Việt Kiều Nga đang thi đấu với phong độ rất cao tại Thái League. Phong độ ổn định của thủ môn Đặng Văn Lâm là một trong những yếu tố giúp câu lạc bộ Muang Thong United đang có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng. Tính tới hết vòng đấu 22, họ lúc này đã góp mặt trong top 6 và hoàn toàn có quyền nghĩ tới việc cạnh tranh huy chương khi mùa giải vẫn còn tới 8 vòng đấu nữa. Trước lượt trận mở màn giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019, huấn luyện viên Hoàng Tuấn Anh đã chia sẻ đầy tự tin về mục tiêu của đội tuyển U18 Việt Nam ở giải đấu lần này. Đội tuyển U18 Việt Nam đã trải qua một tháng chuẩn bị cho giải. Trong thời gian qua, chúng ta có nhiều khó khăn, chưa biết nhiều về đối thủ. Nhưng tới lúc này, có thể khẳng định tôi đã hài lòng về những gì chuẩn bị cho giải. Đối với Việt Nam, kết quả không quan trọng, chủ yếu là sự phát triển của các cầu thủ. U18 Việt Nam là chủ nhà sẽ không phải đi dạo chơi, khán giả đến sân không phải xem Việt Nam thất bại. Thế nên chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất. Ngày mai 6 tháng 8, lượt trận đầu tiên tại bảng A sẽ diễn ra với các cuộc đọ sức giữa U18 Lào với Myanmar, Đông Timor với Brunei, Indonesia với Philippines. Bảng B sẽ diễn ra sau đó một ngày, mà tâm điểm là trận cầu giữa đội tuyển U18 Việt Nam với U18 Malaysia. Một điểm đáng chú ý là giải đấu này sẽ mở cửa tự do để người hâm mộ đến sân cổ vũ các đội tuyển. Hy vọng sự xuất hiện của người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp U18 Việt Nam thêm quyết tâm chinh phục ngôi vương của giải đấu. Bản tin bóng đá Việt ngày 6 tháng 8 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.